Vào đầu tuần các bác và các anh chị có nhận được thơ của Sinh Thích gửi ra đó, thì đầu của thơ có một câu rất là thiền, mình rất xin đọc lại. Cái câu nói như vậy: Zen is not interested in high flown statement. It wants a student to bite his apple and not discuss it. Mình rất xin tạm dịch là tiếng Việt là đừng nói nhiều, thực tập đi. Mình rất kể hai câu chuyện để kết thúc cái buổi chia sẻ sáng hôm nay. Đây các bác và các anh chị có nghe câu chuyện của thầy Milarepa đó, vì thầy rất là nổi tiếng bên Phật giáo Tây Tạng. Thì vị thầy này theo lịch sử ghi lại thì rất là giỏi, lúc đầu có rất nhiều những phép tắc, những cái thần thông khi ngài tu đó. Nhưng mà ngài lạm dụng thần thông, và sau đó thầy Milarepa mới tập thiền rất là nhiều năm ở trong cái hang, và ngài rất là hối hận về những cái sự lạm dụng thần thông của ngài trong những năm trước. Khi đến một ngày mà thầy Milarepa biết là mình đã sắp sửa mất, thì có gọi vị đại đệ tử, nói là ta sẽ truyền những cái gì ta biết đến cho vị đệ tử để sau này để dạy tiếp cái trường học. Thầy Milarepa mới dẫn vị đại đệ tử mình vào trong rừng sâu, đến một cái chỗ rất là hiểm hóc, không chung quanh không có ai hết, chỉ có thiên nhiên thôi. Thì ngồi trên cái vách đá đó, thì hai người đối diện với nhau như vậy. Hai người ngồi thiền, cái vị đại đệ tử trong cái nhóm học sinh của thầy Milarepa rất là hồi hộp, là vì thầy của mình sắp sửa mất và sắp sửa truyền cho mình những cái bí quyết rất là tối hiểm, và thầy đã khám phá được trong suốt đời của thầy tu tập. Thì theo trong sách ghi lại á, thầy Milarepa không nói gì hết, mà thầy đứng dậy, thầy quay người lại và chỉ những cái vết chai của thầy ở trên đít ngồi đó. Trong thời gian thầy ngồi trong suốt lời của thầy, thầy ngồi nhiều, ngồi thiền nhiều lắm, thế nào nó chai những cái, thầy quay là thầy chỉ vị đại đệ tử cái đó, rồi xong nó ngồi đó, rồi ta truyền cho đệ tử đó. Mình biết đọc chuyện đó thì thấy là kết cục là mình hãy siêng năng thực tập đi, chỉ có đó thôi chứ không có gì khác hết. Đúng như cái câu mà Zen mà chúng ta được đọc trong cái thơ của Sinh Thích trong tháng này vậy đó. Và xin kể thêm một câu chuyện nữa là thầy Quảng Tiến đó, thì thỉnh thoảng ở Quyền Sơn cũng email cho Minh Đức. Minh Đức và thầy Quảng Tiến thường tâm sự với nhau về vấn đề tu học như thế nào của mình và của những người xung quanh. Thì thầy Quảng Tiến cũng email cho Minh Đức mấy ngày trước, cũng có kể chuyện ở tu viện như thế nào và thầy tu học như thế nào. Đương kể chuyện rất là, mình gọi là ngon trớn như vậy, thì thầy ngừng lại. Mình rất xin đọc một cái trong thơ của thầy nói. Thầy nói là định nói kể cho mình rất nhiều hơn nữa, nhưng khi đọc câu Zen is not interested in high flown statement, it wants a student to bite his apple and not discuss, thì thầy nói là khi đọc như vậy thì chắc phải ngừng lại thôi. Thầy ký tên của nó tiếng, thầy Milarepa cũng nói như vậy, và thầy Nguyễn Tiến cũng nói như vậy, thì chắc Minh Đức cũng không nói nhiều nữa. Minh Đức xin chúc các bác và các anh chị chúng ta sẽ thường tập siêng năng mỗi ngày, để chúng ta có thể có những cái khám phá, những cái tìm hiểu về chính mình, và sự thực tập của chúng ta nó sẽ thoải mái và rất là tự nhiên, và nhờ như vậy chúng ta sẽ có được những hạnh phúc rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Xin chúc các bạn các chị nhiều may mắn. Khi nghe anh Khánh mời đại chúng thư giãn.